सम्यक् सम्बुद्धाय दयाल पुण्य पुण्यमापणे अपरिमित पुण्य अपरिमित पुण्य ज्ञान संप्रपद्यते ओम भजस्वतो ओम ओम भजस्वतो ओम। Ở phía trước mọi người, ở đây là một chú chó được vẽ bùa và gần như tất cả người dân Nepal ở đây đều có những cái chấm đỏ ở phía trước trán như chú chó này. Đối với người dân thì khi mà họ gặp một cái điều gì đó hoặc cầu mong điều gì đó thì hay đến những ngôi đền và các ngôi chùa cổ sẽ được những vị sư và hoặc là những vị sadhu hoặc gọi là những vị thánh sống sẽ điểm cho những cái chấm đỏ trên trán. Nepal là một trong những quốc gia được cho là đặc sắc về tôn giáo và nơi đây tín ngưỡng của người dân cực kỳ lớn và đời sống của người dân cực kỳ hạnh phúc. Và hàng ngày khi mà có thời gian rảnh thì người dân ở đây sẽ đến các ngôi đền Hindu, họ sẽ cầu nguyện đốt những nén đèn cầy như thế này để cầu cho sự phước lành. Và hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến những ngôi đền cổ ngay tại Nepal. Ở đó thì có những tượng Phật và kể cả những tượng Hindu và có cả những cái phong tục độc đáo của người Hindu, đó là tục đốt xác người mất và rải tro cốt dưới dòng sông. Sáng hôm nay thì mình sẽ di chuyển sang một số ngôi đền và ở đó thì có những cái phong tục của những người theo đạo Hindu. Thì trong cái hành trình từ khách sạn qua đó thì tầm khoảng 4,5 cây số thôi. Và chút nữa đây thì cho mọi người xem cái không khí cũng như là cuộc sống hàng ngày của người dân Nepal nha. Thời điểm hiện giờ là khoảng hơn 8 giờ sáng. Tuy nhiên thì cuộc sống ở đây người ta vẫn chưa có thức dậy. Gần như là ở đây người ta làm việc từ 10 giờ cho đến 5 giờ và buổi trưa thì được nghỉ ngơi khoảng 30 phút. Tính ra thì mỗi ngày làm việc của người Nepal thì tầm khoảng 7 tiếng rưỡi ạ. Nhưng mà mình cảm giác như thế này nè, làm việc từ 10 cho đến 5 giờ chiều thì cái việc mà cái khoảng trưa, nghỉ trưa sẽ ngắn lại và người ta sẽ làm việc hiệu quả hơn. Hôm nay thì tụi mình quen cái nhịp sống ở Sài Gòn á, cho nên là dậy rất là sớm và ăn sáng và bắt đầu hành trình. Nhưng mà đường phố thì vẫn còn khá là vắng vẻ, mọi cửa hàng thì vẫn chưa có mở cửa. Trên đường đi thì mình bắt gặp một cái nhóm đang biểu tình để bầu cho cái đảng của họ. Ở tại Nepal thì quốc gia này là đa đảng và mọi người có thể có quyền bầu cử và tham gia những cái đảng phái riêng của mình. Đây là một cái buổi biểu tình rất ôn hòa. Đây là một những đồng xu mà mình sẽ đổi để mục đích là để cầu nguyện này. Và qua phía bên kia sẽ cầu nguyện và mọi người có thể thấy là một cái tượng Phật Thích Ca lúc mà vừa mới đảng xanh á thì đang đứng trên cây Bồ đề và mọi người đang cầu nguyện liệng vào bên trong cái thùng kia. Nếu mà ai liệng trúng thì sẽ là thể hiện sự may mắn. Yeah. Come here. Come here. Inside the pot, okay? Okay. Good luck. Good luck. You. I can carry. Okay. Thử nha. Ui. Almost there. Come on. Ôi, không được rồi. The last one who is going to do? Yes. Và phía trên thì những cái màu cờ với bốn màu tượng trưng cho đất, nước, lửa và vũ trụ. Và đi đâu ở khắp đất nước Nepal thì gần như là ai cũng sẽ bắt gặp những lá cờ bốn màu như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình lên trên đỉnh tháp nha. Mình rất là thích đến Nepal để đến cái ngôi đền này. Ngôi đền này được đặt tên là đền khỉ vì ở đây có rất là nhiều khỉ. Khi mà vừa mới đến thì mình đã thấy những cái tháp này. Và theo quan niệm của người Nepal thì đây là những ngôi chùa nhỏ. Ở Nepal thì người ta xây chùa không cần phải có vị sư chủ trì, cũng không cần phải có nhang khói, chỉ cần là một cái biểu tượng của đạo Phật là được. Và bên trên này thì cũng có một cái bức tượng khá là đẹp, được sơn phết những cái màu. Đây, mình cho mọi người xem ha. Wow. Bức tượng này khá nổi tiếng nha. Phật Thích Ca đã hàng ngàn năm tuổi rồi. Theo quan niệm của người dân Nepal á, thì ở trên phụ nữ ở trên đầu có những cái chấm màu đỏ được thể hiện là người ta vừa mới đi đền và hoặc là đi chùa để được ban phép. Tuy nhiên thì mình thấy những con chó ở đây cũng được chấm một cái chấm đỏ ở phía trán này. Và ở đây thì người ta theo đạo Hindu và Phật giáo theo hướng Phật giáo Tây Tạng nha. Wow. Chặng đi vào thì mọi người sẽ thấy được cái không khí ở ngôi chùa này nó bình yên như thế nào. Quá đẹp luôn. Và người ta sơn những cái màu đỏ trên trán của Phật
Phía trước mọi người đây là một cái bức tượng Phật được tạc vào thế kỷ thứ 7, khi mà giai đoạn Phật giáo đang thịnh hành ngay tại Ấn Độ, Nepal và một số nước ở Nam Á. Và người ta tin rằng Đức Phật sẽ có muôn hình vạn trạng, cho nên là hình những cái bức tượng này đôi khi là nó khác nhau. Và trên bàn tay của Phật Thích Ca thì có một cái chấm đỏ, khi mà ta đến ngôi đền khỉ này có thể là chạm tay vào để cầu cho sự may mắn. Ở phía sau lưng của Phong thể hiện được cái sự hòa hợp tôn giáo nha mọi người. Bên đây là một ngôi đền của người dân theo đạo Hindu, còn ở bên này là một cái ngôi đền tượng trưng cho Phật giáo, và hai ngôi đền thì nằm cận kề với nhau. Và ngay tại Nepal thì người ta có thể sống hòa đồng với nhau, không có phân biệt giữa các cái tôn giáo với nhau. Và thậm chí trong một ngôi chùa hoặc là một ngôi đền thì có hai cái đạo, đạo Phật và đạo Hindu ở chung với nhau. Ở bên này là một cái xá lợi của Phật Thích Ca, và có những cái sợi tóc của Phật Thích Ca ở phía trên bảo tháp này. Còn phía bên này là một ngôi đền của người dân Hindu, và những người dân thì khi mà vài ba tháng thì người ta sẽ đến ngôi đền này để cầu cho những cái sự may mắn và phước lành. Và ở đây thì những đứa trẻ sinh ra thì cũng được đến đây để cảm nhận được sự ban ơn của thần mặt trời. Bà con ở đây thì xem được rằng là thần mặt trời là một trong những cái vị thần mang cái dấu ấn mạnh mẽ nhất trong đời sống tín ngưỡng. Ở đây là những cái phong tục cúng của người dân theo đạo Hindu, bao gồm một cái đèn cầy nè, rồi một nhắm gạo nè, rồi lúa, một số cái gia vị. Cái này biểu trưng cho sự trời đất bốn màu á, như mình đã chia sẻ với mọi người những cái lá cờ. Wow. À, đây. Thêm một cái nhắm tim đèn dầu nữa. Làm như vậy là mọi người sẽ được hai cái khay. Yes. Thank you. Welcome. Where are you from? Việt Nam. Vietnam. Yes. Anh hỏi mình đến từ đâu? Mình chia sẻ là mình đến từ Việt Nam. Tại vì một số khu vực bên trong đền thì không được phép ghi hình, cho nên là mình cũng không có thể ghi hình cho bà con các bác xem. Mình chỉ có thể ghi ở bên ngoài thôi à. No photo rồi. Người ta đang đổ tưới lên thần Vishnu, một trong những cái vị thần may mắn. Và đây là những cái mâm cúng. Dòng người vẫn đang xếp hàng khá là dài để cúng vào ngôi đền của đạo Hindu. Còn đây nha mọi người, đối với bà con theo đạo Phật á, thì đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng, thì đây là một cái chú. Chú mình không nhớ cái tên chú là gì, đây là tiếng Phạn. Nhưng mà khi mà đi á, thì người ta sẽ xoay như thế này nè, bà sẽ lắc chuông. Thì bên trong này có những cái bức tượng Phật Thích Ca. Ta sẽ đi vòng giáp hết cái bảo tháp này bằng cách là xoay những cái chuông như thế này nè. Đó, mọi người thấy không? Và chỗ đây thì có một cái chuông này, mình sẽ đi xoay tiếp tục. Khoảng 3 lần xoay chuông như thế này sẽ có một cái chuông lắc. Ở đây thì khỉ rất là nhiều. Và sau khi xoay hết một vòng á, thì ở đây có một cái chuông bự. Và tiếp tục ở đây có một cái chuông lắc ở đây. Thì người ta có thể đến đây lắc chuông là kết thúc một cái vòng di chuyển xung quanh bảo tháp. Bên trong thì có bức tượng Phật Thích Ca giác vàng. Và góc bên này là một cái bậc thang, tổng cộng là 365 bậc, tượng trưng cho 365 ngày. Và để thể hiện sự thành kính thì người ta có thể đi từ phía dưới đi lên, tròn trịa 365 bậc. Và phía sau lưng Phong đây là cái thủ đô Kathmandu. Mọi người có thể thấy một đô thị lâu năm rồi, hàng ngàn năm rồi. Đây là những người theo đạo Hindu, nhưng mà người ta vẫn tín ngưỡng đạo Phật, và họ đang di chuyển xung quanh bảo tháp này. Đó, xoay chuông nè. Mình không nhớ cái ý nghĩa của cái chuông này, kinh tên là gì, nhưng mà mình nhớ cái câu Hum Mali Um á, là khi mà xoay chuông thì người ta sẽ niệm trong trong tâm. Không khí ở đây thì khá là yên tĩnh, dù rất là đông đúc người, không có tình trạng ồn ào. Và những người phụ nữ khi mà trên vạch trán của họ có những cái chấm đỏ, điều này minh chứng rằng là họ vừa mới đi đền về và được bầu
được ban những cái phước lành tốt đẹp. Sau khi người ta cúng thì người ta sẽ đốt lên như thế này nè. Và đây là những cái nước biểu trưng cho sự may mắn mà người ta sẽ chạm vào và đưa lên trán. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống ở phía dưới bảo tháp cho mọi người cùng xem. Và ngôi đền này được cho là một trong những ngôi đền mà gần như mỗi tháng người dân ở thủ đô Kathmandu sẽ tìm đến đây để tìm về một cái niềm tin về tôn giáo, giúp cho bản thân của họ được mạnh mẽ hơn. Thực sự thì trong cuộc sống mà khi mà chúng ta có những cái niềm tin về tôn giáo thì sẽ giúp cho chúng ta có những cái điều mạnh mẽ. Và ở đây thì khỉ ở đây rất là đông, rất là nhiều nha. Nhưng mà khi ở đây thì khá là thân thiện, không phá, không quậy, không có giành giật đồ của mọi người khi mà đến nơi đền này. Khi mà mình vừa mới xuống dưới đền á thì được mình không? Sẽ cảm nhận được mình thấy đây cái bình bát của open. Open. Ok. Yeah. This your ring. Yeah. Đây. Giờ cái này là dính cái nhẫn. Can you try? Cái này giống như cái bình bát của Phật Buddha vậy đó. Và hàng ngày đi khất thực hay cầm như thế này nè. Và mình nghe cái tiếng chuông á rất là thanh thoát. Việt Nam. Dạ. 2000 ruby tầm khoảng hơn 300.000, gần 400.000 tiền một Việt Nam. Thank you. Asian Music Festival. Okay. Yeah. Và phía trước mọi người, đây là quảng trường có tên là Batan. Quảng trường nằm ngay tại trung tâm thủ đô Kathmandu. Và đây là những cái công trình kiến trúc cổ. Và Nepal thì cũng đã từng xảy ra một cái trận động đất kinh hoàng năm 2015. Rất là nhiều công trình ở xung quanh lân cận đây bị sụp đổ và hàng ngàn người chết. Tuy nhiên thì một số nơi được cho là linh thiêng ở Nepal, những công trình cổ lại không bị ảnh hưởng như thế, không bị sụp đổ. Và ở đây thì người ta theo đạo Hindu giáo và cả Phật giáo luôn. Cả hai tôn giáo này được sống chung một cách hòa đồng. Vì vậy thì khi mà đến những ngôi đền hoặc là những cái công trình cổ ở đây thì mọi người sẽ thấy được rằng hai giáo phái, hai đạo nằm xen kẽ với nhau. Thậm chí thấy tượng Phật và những cái tượng thần của trong đạo Hindu được nằm cận kề. Và đây là một cái khu quảng trường cổ đã tồn tại hàng ngàn năm rồi. Theo quan niệm của người Hindu thì trước khi vào bên trong những ngôi đền linh thiêng thì người ta sẽ đi xuống phía dưới này để rửa những cái thứ dơ bẩn nhất. Và đây là một trong những cái hệ thống nước mà đã xây dựng từ hàng ngàn năm về trước rồi. Mọi người có thể thấy là đây là biểu tượng của trong đạo Hindu đó, gọi là Johnny. Và người ta đang dùng nước để rửa. Còn đây là biểu tượng của Linga, sinh lực khí của người đàn ông. Và đây là sinh lực khí của người phụ nữ. Mình sẽ đi lên phía trên ngôi đền cho mọi người cùng xem. Ở trên đỉnh đền thì có một cái bảo tháp nữa được làm bằng mạ vàng nha. Và đây là một cái ngôi đền khác. Đây, thần Laga. Đền thì người ta xây rất là nhỏ. Rất là nhiều người đến các ngôi đền cổ này để ngồi chiêm nghiệm lại cái cuộc sống. Cuộc sống ở Nepal thì cực kỳ bình yên luôn. Phía trên ngôi đền thì có những cái vị thần linh thiêng của người Hindu. Vì vậy thì người ta quy định là sự linh thiêng ở đó thì cần phải đảm bảo quyền riêng tư. Vì vậy thì mình cũng không thể nào ghi hình cho mọi người xem những cái bức tượng thần Hindu ở trên đó như thế nào. Nhưng mà theo quan sát của mình thì những cái bức tượng đó đã tồn tại từ hàng trăm năm rồi. Và hôm nay mình có dịp trở lại Nepal vào một cái thời điểm mà dịch bệnh đang dần dần
được kiểm soát và cuộc sống của người dân đã phục hồi dần. Thậm chí là mọi người có thể thấy là ở đây người ta có người mang khẩu trang và thậm chí là có người không mang luôn. Và ở Nepal thì người ta đã thoải mái về cái việc dịch Covid rồi. Và trong cái hành trình ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục khám phá, chia sẻ thêm cho mọi người cùng rõ ha. Ở đây là một ngôi đền chính nằm ngay tại quảng trường mà cách đây khoảng hơn 7 năm về trước đã xảy ra một trận động đất nghiêm trọng. Và xung quanh chúng thì đều bị sập, nhưng riêng cái tháp này vẫn còn nguyên vẹn. Trong vòng 7 năm qua, người dân Nepal đã nén cái sự đau thương, đã xây dựng lại những công trình đã bị sụp đổ và họ vượt qua những khó khăn trước mắt. Vụ động đất năm 2015 đã khiến cho hàng ngàn người chết và bây giờ người Nepal đã vực dậy bằng sự mạnh mẽ của tinh thần. Và tiếp tục hành trình nha mọi người. Và mình sẽ di chuyển sang một ngôi đền khác. Trước khi di chuyển thì mình cho mọi người xem cái không khí giao thông ở Nepal. Ở đây thì mọi thứ được diễn ra một cách trật tự, hiếm khi mà nghe được tiếng còi xe. Samyak sambuddhaya dayala puni puni maha puni aparimita puni aparimita puni gyana sambhupadita Ob samkara parishuddhya dharma dhita gana samudhi so shirmani parivari so chalutundi Srinayami deke panchum jodeva jolun yurutasi dekinte dindir Om bhaja sato om rasyana dhasa Om bhaja sato om Om bhaja sato om Om bhaja sato om sato om Đến với đất nước Nepal thì mọi người sẽ cảm nhận được hai cái nền văn hóa của người theo đạo Hindu và Phật giáo. Và đây là một trong những tháp lớn nhất ở thủ đô Kathmandu, Nepal. Và đây là trung tâm Phật giáo Tây Tạng ngay tại đất nước Nepal nha mọi người. Phật giáo thì có rất nhiều nhánh, nhánh tiểu thừa, nhánh đại thừa. Và ở đây là một cái nhánh của tiểu thừa mà mang hơi sắc của Phật giáo Tây Tạng. Nếu như mọi người đến một số quốc gia như Nepal, Bhutan hoặc là Mông Cổ hoặc là Tây Tạng thì sẽ cảm nhận được một cái nền văn hóa tôn giáo Phật giáo rất là lạ. Và đây là một trong những cái bảo tháp mà theo mọi người chia sẻ là nơi đây là lớn nhất nè. Và từ trên cao tháp nhìn xuống á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được như một cái vòng tròn mandala khổng lồ. Và một số cái hình tròn này thì được vẽ trong một số cái bùa chú hoặc là trang phục của người Phật giáo Tây Tạng á. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển vào bên trong cho mọi người xem ha. Và người dân khi mà đến đây thì sẽ xoay những cái vòng này. Đó, mọi người thấy không? Mình đang xoay nè. Và hết một vòng thì sẽ đi vào bên trong. Xung quanh thì có những cái công trình lân cận và có một ngôi chùa Tây Tạng khá là đẹp. Và người ta sẽ xoay những cái chuông này. Có một cái cô đang cầu nguyện. Sau khi kết thúc đi một vòng. Và đây là lối ra. Mình sẽ đi vào lối đi vào ha. Cổng chính đây, bảo tháp. Và những cái chuông này liên tục cứ xoay như vậy đó. Tại vì liên tục có người đi vào bên trong. Người ta sẽ xoay như thế này nè. Và đến đây thì người ta sẽ gõ chuông để cầu cho sự may mắn và bình an. Đây là cái tượng Phật Thích Ca và một bác đang cầu nguyện đón nhận những cái điều may mắn và kết thúc thì bác sẽ lay cái chuông. Mình sẽ thử lay chuông ha. Ở đây, người ta sẽ cầm cái này lên. Còn chuông này thì lắc. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang bên này cho mọi người cùng xem. Có những cái bức tượng Phật từ ngàn năm trước à.
Bên này thì treo những cái lá cờ bốn màu sắc tượng trưng cho bốn màu của Phật giáo. Bên này thì người ta sẽ đốt đèn. Và hình như hôm nay là đang trùng tu cho nên là mình cũng không thể nào bước lên phía trên được. Bình thường thì người ta sẽ mở cái cửa này để đi lên trên bảo tháp. Những cái chuông lúc nào cũng xoay chuyển như vậy đó. Sau 2 năm dịch bệnh thì hôm nay mình mới cảm nhận được cái tình hình, một cái trạng thái mới về cuộc sống. Và đi đâu ở Nepal thì mọi người sẽ cảm nhận được cái một cái mùi trầm và cũng như mùi hồi quế. Tại vì người ta sẽ đốt những cái mùi sông này, rất là thơm nha. Đây là một cái khoảng sân. Ui đẹp quá. Một vị sư ở Tây Tạng đang rải bắp. Ui, hình ảnh này rất là đẹp. Mình thích ghê trời. Việt Nam. Yeah. Very good. Yes. Okay. Thank you. Vừa rồi thì một cái vị sư tu theo lối Tây Tạng. Buddha. Vừa rồi thì mình có chụp ảnh chung với một vị sư theo tu theo Phật giáo Tây Tạng. Và vị sư này có hỏi thăm rằng mình đến từ Việt Nam. Vậy thì có nhiều người theo Phật giáo Tây Tạng hay không? Thì mình cũng có chia sẻ là ở Việt Nam á, phần lớn là theo Phật giáo Bắc Tông, tức là theo cái cách tu của Phật giáo từ hướng từ Trung Quốc đổ xuống. Và Phật giáo Nguyên Thủy thì rất là ít và chỉ chiếm một phần nhỏ ở khu vực các tỉnh ở miền Tây thôi, miền đồng bằng sông Cửu Long. Đó là một số tỉnh như là An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng rồi đó, thì người ta sẽ tu theo Phật giáo Nguyên Thủy. Còn Phật giáo Tây Tạng thì gần như là hiếm lắm, mình đó nha, mình chưa có bắt gặp. Không biết là Việt Nam có hay không, nhưng mà đến thời điểm bây giờ mình chưa có đến ngôi chùa Tây Tạng nào ở Việt Nam hết. Và hôm nay thì đến một cái bảo tháp, một cái nơi linh thiêng của người theo đạo Phật giáo Tây Tạng thì cũng rất là thích. Mình thì rất mong muốn tìm hiểu về văn hóa Phật giáo, văn hóa của người khu vực châu Á, thì hôm nay được trải nghiệm là còn một điều thú vị. Và trong hy vọng video này sẽ cung cấp cho mọi người những cái thông tin hấp dẫn hơn. Và Phong cũng xin phép kết thúc đoạn clip này tại đây nha. Cảm ơn các bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Và một bà lão nè mọi người, đang cố gắng xoay những cái vòng xoay. Theo bà con ở đây chia sẻ là khi mà người ta đi hết cái bảo tháp này, xoay hết tất cả các chuông này, sẽ mang đến cho những cái điều may mắn và phước lành. Đó. Oh, wow. Đi hết cái này thì cũng hơi tốn thời gian á. Mất không phải vài phút.